Như Huỳnh, từ cô bé bắt ốc phải nghỉ học sớm kiếm tiền nuôi em, đến hoa hậu cải lương. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài xinh đẹp sẽ nhiều người không thể nghĩ rằng nàng hoa hậu sân khấu cải lương Như Huỳnh lại có một cuộc đời đặc biệt thăng trầm như thế. Như Huỳnh được khán giả và đồng nghiệp ưu ái đặt cho danh xưng hoa hậu sân khấu cải lương không chỉ bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà còn từ tài năng ở nhiều lĩnh vực, từ cải lương tới điện ảnh, âm nhạc. Năm 2016, Như Huỳnh đặt giải Á quân cuộc thi tài tử tranh tài cùng diễn viên Gia Bảo. Hai năm sau, cô tiếp tục ghi dấu ấn trong cuộc thi hát bolero tuyệt đỉnh song ca, cặp đôi vàng cùng với diễn viên điện ảnh Đông Dương và đặt giải Á quân. Năm 2020, Như Huỳnh vinh dự nhận về 3 huy chương tại 3 cuộc thi sân khấu chuyên nghiệp. Huy chương vàng liên hoan sân khấu thủ đô tại Hà Nội, 2 huy chương bạc từ giải Trần Hữu Trang và tài năng trẻ. Mới đây, cô tiếp tục tham gia liên hoan sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2021 và đặc biệt gây ấn tượng sự nể phục xúc động với đồng nghiệp cũng như khán giả khi thủ diễn nhân vật nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai trong vở diễn Câu hò đất mẹ. Kể thế để thấy chặng đường hoạt động nghệ thuật của cô gái miền Tây này rất đáng tự hào và càng tự hào hơn khi cô đi lên từ hai bàn tay trắng, từ ý chí kiên cường, gạt đi nước mắt và biết bao tuổi hơn để có được ngày hôm nay. Bị xỉu tại hậu trường vì đuối sức, là một diễn viên trẻ tâm huyết với nghề, Như Huỳnh cống hiến hết sức lực trên sân khấu đến mức gần như xỉu trong hậu trường vì kiệt sức, đặc biệt là vai diễn nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai trong vở diễn cùng tên tại liên hoan sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2021. Và vai này, tôi bị đánh và khóc rất nhiều, chưa kể những phân đoạn hào sảng nên bị mất sức. Trước đó tôi bị làm việc quá nhiều, liên tục phải đi lên đi xuống giữa Sài Gòn và Bạc Liêu. Tôi đang là diễn viên của nhà hát Cao Văn Lầu dưới Bạc Liêu. Gần Tết, tỉnh có nhiều chương trình rồi diễn tuồng hàng tháng. Hiện tại tôi cũng đang tham gia một bộ phim truyền hình, phim đang quay nước rút cho kịp deadline nữa. Có những hôm diễn xong ở Bạc Liêu là 11 giờ đêm, tôi chạy xe sáng đêm để lên Đồng Nai, Bình Dương cho kịp giờ quay. Quay xong lại chạy xe về Bạc Liêu, chỉ kịp make up là lên sân khấu hát luôn. Gần 2 tháng trời đi lại liên tục như thế, nên tôi mới bị đuối sức, phải nghỉ học sớm để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Chia sẻ về tuổi thơ của mình, Như Huỳnh tâm sự. Nói ra thì xấu hổ, nhưng tôi không được như các bạn, được ngồi ghế nhà trường, được các thầy cô dạy dỗ uốn nắn từng ly từng tí. Tôi không may mắn như vậy. Bây giờ tôi mới đang hoàn thiện các bằng cấp, từ văn hóa phổ thông tới nghề nghiệp. Tôi xuất thân là con nhà nông dân, gia đình khó khăn, nên tôi phải nghỉ học sớm. Sau này tôi mới lên thành phố làm nghề. Bởi vậy, kinh nghiệm của tôi đến từ chính trường đời, từ sự thất bại ở các vai diễn đầu đời, rồi học hỏi thêm từng ngày. Nói về hoàn cảnh của gia đình mình lúc đó, nữ nghệ sĩ nhớ lại. Hồi đó, gia đình tôi xảy ra biến cố về tài chính, rất khó khăn, các em lại bị bệnh. Khi phải nghỉ học, tôi khóc quá trời. Mỗi lần thấy các bạn đi học ngang qua nhà là tôi khóc. Từ năm lớp 7, lớp 8, tôi đã cùng hai em đi làm thêm. Dặm lúa, bắt ốc bươu bán cho những trại nuôi vịt, dăn lưới bắt cá đồng đem bán, đi nhổ năng, dưa. Hồi đó, bán một ký ốc bươu chỉ bán được 200 đồng, cho nên bắt cả bao tải cũng chỉ được vài ngàn đồng bạc. Kiếm tiền rất khó khăn. Chính vì vậy, sau này khi có cơ hội làm việc, dù mệt, thở không nổi, nhưng nhớ tới những tháng ngày muốn kiếm 5.000 đồng còn khó, thì tôi lại ráng. Tôi tiếc việc nên bạc đãi với cơ thể và sức khỏe của mình. Những ngày tháng quá kinh khủng, cơ duyên đưa Như Huỳnh tới với nghề cũng rất tình cờ, cô nàng tiết lộ. Hồi nhỏ tôi hay nghe các chương trình radio trên đài, chiều nào đài cũng phát chương trình vọng cổ cải lương. Tôi sáng dạ, nghe và thuộc hết từng câu thoại của nhân vật. Đi học thầy cô và các bạn hay kêu hát, rồi tham gia các phong trào văn nghệ của trường, của ấp, của xã, huyện. Các cô chú kêu đi thi, tôi từng đạt giải A, giải B liên hoan tài tử. Đi thi tiếng hát nông dân cũng được ghế khen. Năm 2006, tôi đi thi tiếng hát phát thanh truyền hình của tỉnh Cà Mau và đạt giải nhì. Năm đó không có giải nhất. Năm 2008, tôi thi chuông vàng vọng cổ, vào tới chung kết rồi dừng ở top 5. Lần đầu tham gia một cuộc thi lớn, cỡ quốc gia mà mình bỡ ngỡ đủ thứ. Tôi lên Sài Gòn đi thi mà trong túi chỉ có hơn 100.000 đồng. May mà chương trình lo hết tiền ăn ở cho thí sinh, nếu không tôi cũng không đi thi được. Thi xong tôi lại về quê, có người quen ở Sài Gòn kêu lên đi làm, tôi định đi làm lễ tân. May mắn lúc đó các anh chị tham gia chuông vàng vọng cổ biết tôi, họ tạo điều kiện cho tôi, đi đâu hát cũng đưa theo. Các anh chị đưa lương bao nhiêu, cầm bấy nhiêu, miễn là mình kiếm được tiền. Thật sự tôi là đứa tay trắng lập nghiệp, bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu thị phi, nhưng không ai nghĩ thế. Họ nghĩ tôi có người đỡ đầu, mỗi lần tôi có một cơ hội nhỏ làm nghề là họ nghĩ mình chắc phải đổi này đổi kia mới có được. Họ không nghĩ là tôi đã phải trải qua bao nhiêu nước mắt khó khăn, sự cô đơn sống tằng tiện để trụ được ở Sài Gòn, để có tiền gửi về quê cho ba mẹ mua gạo. Dù có buồn khóc thế nào thì cũng xong, mình cũng phải mạnh mẽ đứng dậy vì còn cả nhà đang chờ. Mất khoảng 5 năm như vậy, tôi mới tạm ổn định công việc, chỗ ở và có tiền để gửi về nhà. Thời gian đầu, mỗi tháng tôi chỉ gửi được vài trăm ngàn đến 1 triệu, rồi từ từ mới nhiều hơn. Ở thời điểm hiện tại, Như Huỳnh không còn nặng gánh gia đình nữa. Tôi không còn nặng gánh như xưa, nhưng vẫn đang lo cho ba mẹ và các em. Trong nhà tôi là con cả, dưới còn 3 đứa em. Các em hiện tại cũng đã tạm ổn định. Em út đang học năm cuối trường luật, hai em kia đã có công việc ổn định. Một đứa đã có gia đình, nên tôi cũng bớt lo.